Hàn Quốc 超人气女团 Blackpink， 영역노딩한국 Blackpink， 今年7月底在越南举行，把同辈那么内的 Vietnam， 在世界巡回演唱会 Bonpink 框架下的演唱会，đã tổ chức đêm nhạc thuộc tour diễn thế giới Bonpink。Blackpink 出道6年多， nhóm Blackpink ra mắt hơn 6 năm， 就缔造了许多惊人世界纪录。Lập được vô số kỷ lục thế giới đáng kinh ngạc. Chiều trình, thà mận bỏ hồng bay hồ là yên sụ, yếu nả xiên à? Vậy rốt cuộc, những yếu tố nào tạo nên sự bùng nổ của Blackpink? Hoàng sâu thiên sân hóa cụ sử quảng phúc giế mụ. Xin mời lắng nghe chương trình phát thanh câu chuyện cuộc sống. Hòa sư, lái từ Tomato Way Trung Xin Đờ Chiêu Hớ, giế mụ chủ trì rấn. Tôi là Thu Hà, người dẫn chương trình tới từ Trung Tông Ngoại ngữ Tomato. 第一，成员辨识度高。Thứ nhất, độ nhận diện thành viên cao. 相较于许多韩国女团人数众多, so với các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc với số lượng thành viên đông đảo khác, Blackpink 是由 Jisoo, Jennie, Rosé 以及 Lisa 四人所组成。Blackpink gồm 4 người, Jisoo, Jennie, Rose và Lisa.且四位成员各具特色，辨识度高。Hơn nữa bốn thành viên, mỗi người một vẻ, có độ nhận diện cao. 门前技术有仙气神颜及低音稳定的歌喉。Chị cả Jisoo có nhan sắc thần tiên cùng giọng trầm ổn định. Jennie被称为人间香奈儿，有着魔鬼身材和高级厌世脸。Jennie được coi là Dior dưới nhân gian khi sở hữu thân hình ma quỷ và gương mặt lạnh lùng đẳng cấp. Rosé, thiên mỹ, sáng in, rạng rỡ, ấn tượng sâu sắc. Giọng hát ngọt ngào của Rosé để lại ấn tượng sâu sắc. Lisa, dơ in, chiều thấu sân sân thái, ủy tinh trữ liền, bày chẳng vấy rấn gian Barbie. Lisa thì được gọi là Barbie sống với thân hình chuẩn và gương mặt đẹp như tượng tạc. Chí trụ ủ đảo mê ly,cùng sức hút từ vũ đạo. 第二, 精通多种语言. Thứ hai, thông thạo nhiều ngoại ngữ. Blackpink 队内有不同国籍成员. Trong nhóm Blackpink có những thành viên đa quốc tịch. Rosé 拥有 New Zealand 国籍. Rosé mang quốc tịch New Zealand. 七岁后移民到澳洲墨尔本. 7 tuổi di cư tới Melbourne, Australia. Lisa 来自泰国.Lisa thì tới từ Thái Lan. 全团都熟韩语、英语、日语之外, cả nhóm đều thông thạo tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật. Lisa 还具泰语优势. Ngoài ra, Lisa còn có lợi thế tiếng Thái. 在国外活动时,能直接与粉丝沟通. Khi hoạt động ở nước ngoài, có thể trực tiếp giao lưu với fan. Là tìm bí thử duy lý, rút ngắn khoảng cách. 第三, 出道时机成关键. Thứ ba, thời điểm ra mắt trở thành điểm mấu chốt. Blackpink 出道前. Trước khi Blackpink ra mắt, K-pop 前辈已逐步攻入全球市场. Các bậc tiền bối của họ tại K-pop đã bắt đầu tấn công thị trường toàn cầu. Psy The Gangnam Style 在全球爆红. Ca khúc Gangnam Style của Psy nổi tiếng toàn cầu.而同门师兄 Big Bang 登上了格莱美官方网页。còn đàn anh Big Bang đã được lên trang web chính thức của Grammy, 成为首个被格莱美介绍的韩国歌手, trở thành ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên được Grammy giới thiệu. Blackpink 出道时机佳. Blackpink ra đời vào thời điểm thuận lợi, 也甚至国际合作的重要性, cũng nhận thức được về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế.音乐作品都曾邀请美国、欧洲的作曲家和编舞师一起参与。Các nhạc phẩm từng mời các nhạc sĩ và biên đạo nhảy Âu Mỹ cùng tham gia. 第四, 结合时尚圈力量. Thứ tư, sức mạnh của thời trang. Blackpink 除了在音乐圈闯出一片天, ngoài thành công vang dội về mặt âm nhạc, 也攻入时尚圈。Blackpink còn tấn công vào lĩnh vực thời trang,
成为全球流行指标，trở thành những biểu tượng trong thời trang toàn cầu. 除了 Jenny 以人间香奈儿名号走跳，ngoài Jenny với biệt danh Dior 求人间，其他三位成员也都分别代表一个奢华品牌。Ba thành viên còn lại cũng lần lượt là gương mặt đại diện của các nhãn hàng thời trang xa xỉ,与 Dior, Celine, YSL 等品牌合作。Hợp tác với Dior, Celine, YSL 可说是超强带货王，có thể nói là những KOL siêu mạnh. 将音乐与时尚的力量结合，khi biết kết hợp sức mạnh của âm nhạc và thời trang. 第五，经营社群展现社交魅力。Thứ năm, tận dụng mạng xã hội thể hiện sức hút cá nhân. Blackpink mỗi cá nhân đều có trang IG. Blackpink mỗi thành viên đều có một tài khoản Instagram. 其实在忙碌, kể cả có bận cỡ nào, 也不忘在社群上分享, cũng không quên chia sẻ trên mạng xã hội. 自己有别于舞台上高冷一面的私下样貌。Những hình ảnh cá nhân khác hoàn toàn so với bề ngoài lạnh lùng trên sân khấu. 其中 Lisa 的 IG 账号开设至今4年8个月。Trong đó tài khoản Instagram của Lisa đã lập được 4 năm 8 tháng. 33 日追踪人数飙破了9024万, vượt mức số người theo dõi 90,24 triệu vào ngày 13.成为了最快达成这项惊人记录的亚洲偶像，乔丹腾顿就阿达纪录当惊讶内样样。其他三人的 IG 追踪人数也都在6800万以上。贷款 Instagram 果巴成员管来共签68九 follow。第六，哪个让人印象深刻？Thứ sáu, những bài hát ấn tượng. K-pop 歌曲特色其实会有洗脑的旋律与歌词。Điểm đặc sắc của các bài hát K-pop chính là giai điệu và ca từ có thể tẩy não. Blackpink 的作品当然也不例外。Các nhạc phẩm của Blackpink cũng không phải ngoại lệ. Bao括 Do Do, Do Do, Love Seekers, How You Like That, Pink Venom, Shut Down, Kill This Love 等歌都被认为超洗脑。Những nhạc phẩm bao gồm Do 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 Do, Love Seekers, How You Like That, Pink Venom, Shut Down, Kill This Love đều được coi là những siêu phẩm K-pop có tính tẩy não mạnh.